Đó là trách nhiệm của tôi. Vì tôi mà chúng tôi đã không thắng và tôi phải rút kinh nghiệm từ điều đó. Tôi còn rất nhiều điều phải chứng minh, bởi thành thực mà nói, khởi đầu của tôi ở MU không được tốt cho lắm. Chính tôi đã khiến cả đội thất vọng. Trên đây là lời xin lỗi của Onana sau khi thủ môn 27 tuổi bắt hụt bóng từ cú sút của Leroy Sane và góp phần khiến Man United thua sát nút 3-4 trước Bayern Munich trong ngày ra quân tại Champions League năm 2023-24. Onana ban đầu không phải người được UEFA và giới truyền thông chọn để trả lời phỏng vấn sau trận đấu diễn ra trên sân Allianz Arena. Tuy nhiên, số 24 mới của Quỷ Đỏ đã chủ động xin được phỏng vấn để nói lời tạ lỗi. Nhà báo Fabrizio Romano còn cho biết, sau khi nhận trách nhiệm về mình trước báo giới, Onana còn xin lỗi các thành viên câu lạc bộ trong phòng thay đồ. Các cầu thủ và ban huấn luyện MU nhận thấy thủ thành người Cameroon là người có trách nhiệm và là mẫu cầu thủ có thể thúc đẩy tập thể đi lên. Ten Hag và Johnny Evans cũng đã bênh vực Onana để giảm tải phần nào gánh nặng áp lực về mặt tâm lý đang đè nặng lên đôi vai của cựu sao Inter Milan. Onana nhận trách nhiệm về mình, điều đó thể hiện cá tính. Cậu ấy cần phải rút ra những kinh nghiệm cho mình. Nếu bạn đã mắc một sai lầm, đừng phạm sai lầm nghiêm trọng hơn. Onana đã thực hiện những pha cứu thua tuyệt vời trong hiệp 2, cậu ấy đã thể hiện được khả năng của mình, nhà cầm quân người Hà Lan nói. Việc Onana nhận lỗi về mình sau khi mắc sai lầm là điều quan trọng, người đồng đội mang áo số 35 của Onana bày tỏ quan điểm. Việc người gác đền sinh năm 1996 cố xin được phỏng vấn để nói lời xin lỗi rồi sau đó tiếp tục làm điều tương tự trong nội bộ đội bóng là điều đáng khen. Và việc cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm sau khi mắc lỗi là phẩm chất đáng được trân trọng. Tuy nhiên, những lời tạ lỗi ấy chẳng còn có ý nghĩa gì khi Onana lại tiếp tục mắc sai lầm ở ngay trận đấu tiếp theo của Man United tại Champions League. Ở phút thứ 76 trong trận gặp đối thủ dưới cơ Galatasaray, người gác đền từng có 5 năm ăn tập ở lò đào tạo La Masia chứ danh của Barcelona nhận đường truyền về của Victor Lindelof trong tư thế tương đối thoải mái. Mauro Icardi đã tiến tới Onana để gây áp lực, song sức ép ấy không hề đủ lớn để đẩy thủ môn 27 tuổi vào thế luống cuống hay hoảng loạn. Dù không phải quá nhiều, nhưng Onana vẫn có đủ thời gian và không gian để giải vây. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 52.5 triệu euro của Man United lại đưa ra một trong những sự lựa chọn tồi tệ nhất. Đường truyền vô cùng chơi vơi của Onana khiến Casemiro buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm đội chủ nhà và giúp Bryan Mechtan câu được quả penalty cho Galatasaray. Trong pha báo hại này của thủ thành người Cameroon, tiền vệ người Brazil có lẽ phải gắn tên lửa vào gót chân thì mới đuổi kịp số 10 của đội khách mà không cần phải phạm lỗi. Icardi đá hỏng quả phạt đền, nhưng sai lầm của Onana khiến Casemiro phải nhận thẻ đỏ. Việc phải thi đấu thiếu người ở quãng thời gian cuối trận hết sức nhạy cảm, tỷ số đang là 2-2 là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến MU thua ngược 2-3 ngay tại Old Trafford. Lần này, Onana đã không hớt hải chạy tới khu vực phỏng vấn sau trận để xin được nói lời xin lỗi như trong thất bại trước Bayern nữa. Có lẽ, cựu cầu thủ Ajax Amsterdam cũng hiểu rằng, lời tạ lỗi tuyệt vời nhất phải là những màn trình diễn của anh trên sân cỏ, phải là những pha bay người cản phá xuất thần, giúp Quỷ Đỏ không phải nhận bàn thua, chứ không chỉ là những lời nói suông. Tất cả đều ghi nhận tinh thần trách nhiệm của số 24 sau khi anh nhận sai ở trận thua trước Bayern. Nhưng điều mà người ta quan tâm nhất, đánh giá cao nhất là việc Onana sẽ sửa chữa sai lầm của mình như thế nào, chứ không phải là những lời xin lỗi. Ở trường hợp này của thủ môn người Cameroon, cách anh sửa sai còn quan trọng hơn cả cách anh nhận lỗi. Nếu ví màn thể hiện của Onana sau hai trận đầu tiên tại Champions League mùa năm nay là một bàn tiệc, thì những lời xin lỗi của thủ thành sinh năm 1996 giống như những món ăn kèm, còn những pha xử lý tốt, những pha cứu thua là những món chính. Về món ăn kèm, Onana đã chế biến rất xuất sắc khi nhận trách nhiệm về mình và phần nào tạo ra được sự đồng cảm. Tuy nhiên, thủ môn đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng của Man United lại tỏ ra dở tệ trong việc nấu và phục vụ những món chính. Và những thực khách ở đây chính là các Mancunian. Những món chính mà Onana thực hiện vừa không thể làm các cổ động viên của câu lạc bộ thành Manchester cảm thấy no bụng, vừa không thể làm họ có cảm giác ngon miệng. Lời tạ lỗi của thủ thành 27 tuổi không phải là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nó sẽ không bao giờ có sức ảnh hưởng lớn như những pha cản phá thực tế trên sân cỏ. Ai cũng biết việc Onana phải thi đấu dưới những hậu vệ đầy bất ổn của Man United. Cựu sao Inter có thể được thông cảm vì lý do này. Nhưng người ta không thể tiếp tục cảm thông 100% với Onana, bởi đây không phải lần đầu tiên anh mắc lỗi trong màu áo Quỷ Đỏ. Hai sai lầm trong hai trận đấu liên tiếp tại Champions League của cựu thủ môn Ajax đã làm lu mờ cú đúp ấn tượng của tân binh Rasmus Højlund, làm lu mờ hơn 25 pha cứu thua của anh ở ngoại hạng Anh và làm lu mờ luôn cả lời xin lỗi của chính bản thân mình. Trong tình thế này của Onana, kịch bản hoàn hảo nhất là anh sẽ không nói bất kỳ điều gì khi mắc sai lầm. Thay vào đó, thủ thành người Cameroon tập trung cao độ trong những buổi tập và thi đấu thăng hoa trong khung gỗ bằng những pha cản phá. Những sự cố gắng trong âm thầm, trong lầm lũi như thế sẽ đáng khen và có cảm tình hơn rất nhiều so với việc nói ra hơn một lời xin lỗi nhưng lại tiếp tục mắc sai lầm.
Lời xin lỗi có thể là đồng, là bạc, nhưng sự im lặng mới chính là vàng, là kim cương trong trường hợp này của thủ môn sinh năm 1996. Vẫn còn cơ hội để Onana sửa sai, nhưng thủ thành người Cameroon sẽ không thể sửa chữa lỗi lầm bằng những lời nói suông, anh buộc phải làm điều đó bằng những pha cứu thua trên sân cỏ. Hãy nói ít và làm thật nhiều nhé, Andre Onana.